nói gì đây? Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay thời tiết khá là nắng nóng. Anh em mình quyết định làm món trà sữa Thái siêu to khổng lồ cho các bạn xem nhá. Ok, đây là cái thùng để bọn mình đựng trà sữa này. Ok nhá, mời các bạn theo mình nhá. Ok. Ok các bạn và bây giờ anh em mình sẽ bóc cái túi matcha này vào cho matcha. Trời, miền Bắc mình đang khá nóng anh em ạ, đang khá lạnh. Có thể nhiều anh em sẽ bị cảm lạnh mà chết đuối. Bóc nhanh lên. Bóc. Anh em mình sẽ chơi vào cái bình này anh em nha. Quách nhỉ. To vào. Đồng tay. Đang chân châu đấy anh em ạ. Làm xong và anh em mình sẽ mang đi luộc nha. Làm gói thôi nhở. Trời, hết luôn nhá. Hết rồi. Nên bó mẹ đây này. Được. Ok, mình sẽ bỏ bột matcha vào đây. Trà Thái chân châu. Trà Thái chân châu chứ không phải là trà sữa chân châu. Hỏi trà sữa chân châu độ. Thì nên làm lại, còn tuần sau nữa thì mà quên chứ mà. Không phải. Rồi. Ok, mình sẽ ok các bạn, bây giờ mình sẽ pha cái bột matcha này vào trong cái thau. Mùi tanh tanh ạ. Không, mùi matcha. Mùi tanh tanh của matcha mà. Matcha không đủ. Thả lấy mẹ đi bún của mẹ. Mini matcha. Máy gần tàn. Thằng em mình bây giờ sẽ máy gần tàn. Ok em nha. Bây giờ mình sẽ cho hạt chân châu vào trong thùng trà sữa. Còn chết rồi. Từ đây bỏ đá. Từ đây bỏ đá. Thành đây anh em ơi. Đây đá này đây nhá. Sẽ cho hết chỗ đá này vô trong đây. Đại lắm. Cái cần có đúng thêm. Why? Phê không? Anh em thấy phê không? Đá thôi. Rồi, ok và ống hút mình đây anh em nhá. Ok và hôm nay anh em mình sẽ dùng cái ống này hút quả từng trà sữa cho các bạn xem nha. Cứ sai để cả đấy. Ok. Ok anh em nha. Giờ mình chỉ test thử qua đầu tiên. Rất ngon anh em ạ. Hướng lại bạn gấp. Cũng quạt trà sữa này đồng lắm. Ít hơi con. Ít hơi.
Không lên được. Ngày nào? Xuống đi. Chắc bị tắt rồi, chân châu tắt rồi, chân châu tắt rồi. Giờ lại thằng này đâu. Cái này phải lấy hơi sâu mới hút cho em nha. Rất là ngon anh em ạ. Dương test được quá. Lên đi. Được, có lên được không? Lên được. Trời. Hút sâu. Đeo. Cái này phải lấy hơi sâu hút được anh em nha. Lấy một ít không được anh em ạ. Anh em lấy một ít không được hút được. Không hút được. Khả năng là không hút được anh em ạ. Hút hơi căng. Này anh em nào mà chơi đồ vào hút về luôn. Cái này hơi mệt anh em ạ. Anh em lấy cái muỗng. Giờ mình phải lấy cái muỗng để chờ khi đi nghe thì không hút được. Trời có muỗng một sâu hút đầu đây. Đâu? Chân châu này lấy chân châu. Tàn hết đá rồi. Tàn đá ra là vừa đúng không? Chân châu đây các bạn nè. Ok không? Chưa. Ok anh em nhá, bây giờ mình sẽ test thứ mà mình bú không cái gì. Kỹ năng tập bút mọi người ạ. Ngon đúng không? Khá là ngon các bạn ạ. Anh em trà sữa siêu tộc khổng lồ có khác. Phê, bao phê luôn. Lấy để uống gần hết được. Uống đi xong đi chia cho mọi người. Nè là to lắm không uống được. Ngồi đây. Ok. Ok anh em nha. Mời anh em. Mời anh em nha. Mình nãy chờ cũng mỏi. Đúng rồi. Quay, chân châu này. Cái thạch nó hơi mềm. Thích món ăn chân châu. Cái thạch nó hơi mềm nha. Cái thạch hơi mềm và thạch nói chung là không dính mọi người ạ. Ủa tao thạch luôn, đúng nãy chờ chưa hết mọi thồng hả? Cái chồng. Quần ngon dã màu. Mà tao lại nhớ đến anh Huấn rồi. Cũng là chỉ có làm thì mới có ăn. Khá là nhiều các bạn ạ. Trời nắng gì ăn thì hết sảy. Châu dài đúng không? Một thùng này mình sẽ mang đi chia hết cho mọi người uống nha. Chứ mình uống không có hết nha. Ok anh em, và bây giờ mình sẽ đi cho anh em mình dưới điện nha. Thôi anh em. Ba. Ba. Cái trò nó đổ nó chảy sữa. Trà sữa. Trà sữa không đổ. Rồi, lấy đâu. Nhiều lắm. Quay một bé nút này. Chiếc quay này chưa xong này. Ờ, còn đó. Chiếc quay này. Đâu để đến bám. Ngô. Cho chứ, nấu cho uống hết cho chứ. Uống hết. Ok anh em nhá.
mình cũng đã đi chia hết cái thùng trà sữa Thái siêu to khổng lồ này cho anh em đường dây điện với anh em đường ống nước nhà mình rồi. Và mình cũng phải kết thúc clip tại đây rồi. Nếu anh em thấy video của anh em mình hay thì hãy để lại cho anh em mình một like, một share, một đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.